có công ăn việc làm đều, cho nên là bà con rất phấn khởi và vui sướng. Nếu như trước đây những thân cây chuối chỉ dùng để làm thức ăn cho gia súc hoặc để bỏ đi đầy lãng phí và ô nhiễm môi trường, thì nay những thân cây chuối này đã được các thành viên của hợp tác xã sợi chuối Khai Thái, thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội gom lại để cung cấp cho hợp tác xã sơ chế thành sợi tơ chuối. Và những cây chuối trước kia thì toàn bỏ đi thôi, không làm gì, nhưng nay đã nhờ có công nghệ và phát triển cho nên là sợi chuối đã mang lại rất nhiều công việc cho bà con. Đấy, cho nên bà con rất phấn khởi. Ông Hùng đã có nhiều năm gắn bó với công việc tách sợi chuối. Với các công đoạn như cắt chuối, tách bẹ và đưa bẹ chuối vào máy ép để lấy sợi. Sau khi sợi chuối được ngâm qua nước vôi trắng, sẽ được mang đi phơi. Sau khi phơi với ngày nắng to, có khi chặt cây buổi sáng đến tối đã thu được sợi thành phẩm. Việc phơi sợi chuối phải đảm bảo đủ nắng và không để dính nước mưa. Nếu trời mưa, sợi chuối sẽ bị mốc và không được vàng. Do vậy, công đoạn phơi sợi chuối là rất quan trọng, đòi hỏi người nông dân phơi đúng khoảng cách, thường xuyên nghe ngóng thời tiết. Trong quá trình khi phơi là mình phải dúng nước vôi trong để chống mốc, xong là mang ra là phơi. Nếu mà chỉ gặp nắng thì trong một ngày là khô, thì bắt đầu là làm được ra các mặt hàng. Làm thế này là thu nhập cao hơn mọi nghề phụ khác. Hiện nay, toàn bộ sản phẩm của hợp tác xã được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra để xuất khẩu sang thị trường trong và ngoài nước. Trung bình 1 hecta chuối sau thu hoạch quả có từ 40 đến 50 tấn thân cây dùng để tách lấy sợi. Bình quân 1 tấn thân cây chuối tươi sẽ sơ chế được khoảng 100kg sợi thô với giá bán 80.000 đồng 1kg. Bình quân 1 hecta chuối, bà con thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng. Mang được nghề về cho bà con làm thì từ cái cây chuối này để làm ra những cái sợi chuối này nó rất là tác dụng, mà lại người nông dân ở đây lại có công ăn việc làm, tết ra thành những cái sợi thành dốc đôi, dốc ba, dốc bốn, dốc năm, nhiều lắm, tết ra nhiều lắm, nhiều loại lắm. Sau đó là lại đan ra thành những cái sản phẩm như là may ra những cái nọ lục bình, rồi may ra những cái giỏ, rồi may ra cái mũ làm từ cái cây chuối mà tuốt bằng da thành cái sợi này thì nó cũng rất là đơn giản. Còn làm ra những cái sản phẩm thì đúng là phải cần những cái người có năng khiếu, cũng phải khéo tay thì mới làm được, còn không phần nhiều không làm được đâu. Thân cây chuối là một trong những phế phẩm nông nghiệp đã được bà con nông dân hợp tác xã Khai Thái tận dụng để sản xuất ra những sản phẩm thông dụng, có ích, góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Từ những sợi chuối này, qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ sẽ tạo ra những sản phẩm vô cùng độc đáo và thân thiện với môi trường. Những sản phẩm như túi, mũ, đèn lồng luôn thu hút khách hàng. Có thể là một tháng sản xuất liên tục khi mà trời nắng đẹp hoặc là nông nhàn, và cũng có thể một tháng nghỉ thì cũng không sao cả, vì cái thân chuối nó cũng không hỏng, không bị mốc. Có thể nói là cái nghề nghiệp hay là cái lĩnh vực mà sản xuất cái sợi thơ chuối này thì nó không đòi hỏi nhiều cái đào tạo, chỉ cần một cái người được huấn luyện trong vòng khoảng 1-2 ngày là có thể làm được khá thành thạo rồi. Từ mô hình này có thể khẳng định khi có giải pháp hiệu quả tận dụng các phế phẩm nông nghiệp sẽ mang lại lợi ích kép cho người nông dân. Mong rằng trong thời gian tới, sợi chuối sẽ là một ngành nghề mới, một hệ sinh thái mới giúp người dân phát triển kinh tế.